thử nghiệm chiếc máy này với cái thóc Japonica nhé. Đây, thóc của Nhật. Thóc Nhật. Đấy, đầu vào rất là bẩn này. Cuộn rơm rất là nhiều. Cái thóc Nhật ấy, kiểu nó vậy sao đấy. Đấy, bây giờ mình thử sát bằng cái máy liên hoàn xem ra chất lượng như nào nhé. Sau khi cho nguyên liệu vào khởi động máy thì máy sẽ tự tải thóc lên và bóc lức ra. Bà con có thể xem là đây là một trong những dòng máy mà bóc lức sạch nhất hiện nay tại Việt Nam. Gạo lức có thể lấy ra nấu cơm ăn luôn. Thông thường thì máy bóc gạo lức thì sẽ còn khoảng chừng từ 3-5% là thóc, nhưng dòng này bóc ra là sạch 100%. Giờ sau khi bóc lức sẽ có một cái sàng rung để sàng thóc và sàng tấm trả lại, và chỉ có lấy gạo đã bóc lức xong ra. Bà con có nhìn thấy là cực kỳ là gạo lức đẹp. Và đây là đầu ra của sắt trắng. Sau khi bóc lức ra thì máy sẽ qua đầu trắng. Đầu trắng ra thành gạo thì sẽ qua hệ thống sàng rung nọc xạ, tách chấu, tách tấm ra thành gạo. Có thể đóng bao và bán xuất khẩu được luôn. Gạo ra rất đều và đẹp và tỷ lệ vỡ cực kỳ thấp, để cho gạo đạt từ 63-70% là tỷ lệ gạo tốt nhất hiện nay trên thị trường về độ hao mòn. Máy cực kỳ dễ sử dụng, hệ thống liên hoàn khép kín, chống bụi, chống ồn và đặc biệt là rất là nhỏ gọn, không chiếm diện tích, năng suất từ 1 đến 1,5 tấn trên giờ. Quý bà con có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi với số điện thoại bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại.